Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Việt Vinh giới thiệu đến anh em cục pào của Mỹ. Đây là một cục pào sản xuất riêng cho thị trường châu Âu. Cho nên nguồn điện của nó chạy là nguồn điện 240V. Cục pào công suất mà Việt Vinh muốn giới thiệu đến anh em ngày hôm nay chính là cục pào công suất mang thương hiệu Counterboy. Và model của cục pào công suất này là Solid One, một mẫu model rất là hiếm ở trên thị trường, nhất là thị trường Việt Nam. Và trên thị trường quốc tế thì cũng vậy thôi anh em ạ, cũng rất là ít gặp chiếc pào như thế này. Và nếu mà giả sử có thì ví dụ như là trên eBay, nếu mà có chiếc pào như này thì họ bán khoảng tầm hơn 1.000 đô la, tức là khoảng 24-25 triệu Việt Nam. Nếu mà tính theo tỷ giá quy đổi từ đô la sang Việt Nam thì là giá khoảng đấy anh em ạ. Một mức giá rất là cao. Và như Vinh nói rồi, cục pào công suất này là cục pào sản xuất riêng ở thị trường của châu Âu, cho nên nguồn điện của nó chạy là nguồn điện 240V. Và cái phần thiết kế mạch của nó thì anh em có thể nhìn rất là văn minh. Và cục pào này thì có công suất đánh loa là 100W một cây. Và công suất nó cho một chất âm rất là ấm áp và ngọt ngào. Counterboy đây. Solid One, đây là model của nó. Để tránh mất thời gian của anh em thì Việt Vinh đã mở sẵn cái phần nội thất của cục pào công suất này cho anh em xem. Đây là cái phần quan trọng nhất khi chúng ta mua bất cứ một thiết bị nào, đặc biệt là những chiếc âm ly, những cục pào công suất. Cục pào công suất này thì xuất sang thị trường của châu Âu, chúng ta có thể nhìn họ làm rất là văn minh. Hai phần công suất tách biệt và ở giữa có một cái hộp. Và cục pào công suất này thì nó chạy 8 sò sắt. Và 8 sò sắt này của hãng Motorola. Tất cả sò còn nguyên bản thì anh em có thể nhìn qua. Đây cái phần bảng mạch đây anh em này, Make in Canada. Đấy, chúng ta có thể nhìn họ làm rất là văn minh. Khi mà những chiếc pao này được xuất sang thị trường của châu Âu thì anh em biết rồi. Và những cái phần bảng mạch này thì chúng ta nhìn rất là quen thuộc, nó hay nằm trong những chiếc âm ly của châu Âu, những cục pao công suất đến từ châu Âu. Đấy, anh em có thể nhìn nội thất của nó đẹp không ạ? Quá là đẹp luôn. Âm của nó cực kỳ ngọt ngào. Đấy, mạch của nó này anh em này, đẹp không ạ? Đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Đây là tản nhiệt của sò anh em nhé. Đấy. Và cục pào công suất này như Vinh nói rồi, nó chạy nguồn điện 240V. Đấy. Và chỗ này thì nó gồm có 3 cầu chì bảo vệ. Và đây là cổng tín hiệu đầu vào từ dề. Đây là cầu loa trái phải. Và hiện tại thì Việt Minh đang đánh cùng chiếc dề ADCOM. Suối chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng tre quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió dê. Lòng bồi hồi nao nao con đường xưa còn đó mà người xưa có vẫn còn dày dứt vì trời xui khiến anh bội thế. Bao năm dần trôi tâm đời em đã hòa thơ. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cục pào công suất có một chất âm cực kỳ ngọt ngào, đó là cục pào công suất Counterboy Solid One. Và cục pào công suất này Việt Vinh bán với giá rất là tốt. Anh em nào có nhu cầu sở hữu cục pào công suất có một chất âm cực kỳ hay này, liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh xin chào tạm biệt tất cả anh em.